Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hải Phòng. Và hôm nay chuyên mục Những Đường Phố Thân Quen sẽ cùng với các bạn đến khám phá một cái con phố khá là nổi tiếng ở Hải Phòng. Chắc hẳn là ai đã và đang sống tại thành phố Hải Phòng thì không thể không biết đến cái con đường nằm giữa cái dải trung tâm thành phố mang tên là Trần Hưng Đạo. Và ngày hôm nay Chuyện Hải Phòng sẽ cùng các bạn ngắm nhìn xem cái con phố này đang có những cái điều gì thay đổi mới mẻ nhé. Thì chúng ta đang đi vào đường Trần Hưng Đạo, bắt đầu từ lối rẽ giao với đường Hoàng Diệu. Và các bạn có thể nhìn thấy ngay bên tay trái đó là công viên Tố Hữu. Trước đây công viên Tố Hữu là sân bóng cảng các bạn ạ. Và bây giờ đã trở thành công viên Tố Hữu rồi. Thì chắc hẳn những cái bạn mà mê bóng đá, mê thể thao thì cũng biết đến cái sân cảng, đúng không ạ? Vườn hoa Tố Hữu này ấy, thì đã được xây dựng từ sân bóng đá cảng và cái dự án công viên rồng biển. Và cái vườn hoa Tố Hữu này thì có diện tích khoảng 26.500 m². Đây là một cái công trình được thành phố quan tâm đầu tư và quy hoạch làm vườn hoa, trồng cây xanh, vỉa hè lát đá đồng bộ giống như là giải trung tâm thành phố, nhằm để mở rộng cái không gian vui chơi giải trí cho người dân thành phố. Còn bên tay phải ấy, bên tay phải các bạn đó chính là bể bơi Hải Quân. Và ai đam mê bộ môn bơi lội chắc chắn không còn lạ lẫm với cái tên bể bơi Hải Quân này. Đây là cái bể bơi thuộc quản lý của Bộ Tư lệnh Hải Quân, được đánh giá là một trong những top bể bơi được ưa chuộng nhất tại thành phố Hải Phòng. Bể bơi này thì có diện tích khá là rộng, được trang bị mái che rất tiện ích. Ngay bên cạnh bể bơi Hải Quân là doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tâm Văn hóa và Thể thao của Bộ Tư lệnh Hải Quân. Đường Trần Hưng Đạo thì có chiều dài khoảng 1,3 km và chiều rộng khoảng 11 m. Đường Trần Hưng Đạo thuộc hai phường là phường Hoàng Văn Thụ và phường Minh Khai thuộc quận Hồng Bàng. Khởi đầu từ đường Hoàng Diệu chạy dài cắt qua đường Điện Biên Phủ và kết thúc khi giao nhau với đường Quang Trung và đường Hoàng Văn Thụ. Thì có thể nói đường Trần Hưng Đạo này là một cái con đường khá là đẹp. Một con đường mà có một cái view công viên có thể nói là dài nhất ở Việt Nam. Chắc chắn là ở Việt Nam thì không có con đường nào mà có một cái view, một cái dải công viên dài như là đường Trần Hưng Đạo này, đúng không ạ? Các bạn nhìn sang bên tay trái thì toàn bộ dọc con đường Trần Hưng Đạo là công viên. Và các bạn nhìn thấy vỉa hè của đường Trần Hưng Đạo đang rất là ngổn ngang vì thành phố đang nâng cấp cải tạo cái vỉa hè của con đường Trần Hưng Đạo này. Thì nhìn nó hơi nhếch nhác một chút nhưng mà chắc chắn là sau khi mà cải tạo xong thì con đường này sẽ cực kỳ đẹp với hai cái vỉa hè rộng rãi, một bên là công viên, dải công viên trung tâm và một bên là đường Trần Hưng Đạo với các cái nhà dân rất là đẹp. Thì theo trên Hải Phòng được biết thì vào thời Pháp thuộc ấy, thì con đường này được coi là giới hạn của khu phố người Âu với khu phố của người dân bản xứ. Nó nối cảng với trung tâm buôn bán chợ sắt nên phố này có vị trí khá là quan trọng. Từ ngã ba Trần Hưng Đạo Hoàng Diệu đến ngã tư Trần Hưng Đạo Điện Biên Phủ thì trước đây quân Pháp chiếm làm trại lính, gọi là trại Bue, lấy tên một viên tướng đã tham gia Bình Định Bắc Kỳ lần thứ hai. Nay thì chúng ta dùng làm trụ sở của Bộ Tư lệnh Hải Quân. Thưa các bạn, là cái ngã giao giữa đường Điện Biên Phủ và đường Trần Hưng Đạo ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là bên trái phía bên này ấy, là cái dải vườn hoa Kim Đồng. Vườn hoa Kim Đồng này là một trong những công trình khá là lâu đời của thành phố Hải Phòng với 100 năm tuổi. Và người dân thì thường quen gọi là vườn trẻ Kim Đồng bởi vì nơi đây từng là nơi vui chơi giải trí lớn nhất của trẻ em thành phố. Và chắc hẳn tuổi thơ các bạn đã đang xem cái video này thì chắc chắn là không đã từng đến cái vườn hoa Kim Đồng này, và nó là một phần ký ức của tuổi thơ chúng ta. Khi đi qua cái vòng xuyến ngã tư giao giữa đường Trần Quốc Khải và Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo thì chúng ta sẽ thấy có một dải vườn hoa gọi là vườn hoa chéo. Nơi đây còn là tâm linh mà nhân dân tín tâm dựng lại đền thờ của bà Chúa Năm Phương, và cũng là nơi ghi nhận nơi đây đã từng là nơi thờ của bà Chúa này. Theo một cái ông thủ nhang đồng thầy ấy, là Hoàng Gia Bổn, nghệ nhân dân gian ngày xưa, thì đây là miếu chính của bà Chúa Năm Phương. Trong tiềm thức của người dân Hải Phòng ấy, thì bà Chúa là một cái vị tiên nữ ở trên thiên đình, được giáng trần để phù hộ cho đất nước, che chở cho người dân. Và khi đã hồi tiên rồi thì bà Chúa được giao quyền cai quản năm phương đất trời, bản cảnh bản xứ ngũ phương, vậy nên được tôn thờ là bà Chúa Năm Phương. Và thưa các bạn đang đi qua cái vườn hoa Nguyễn Du, thì đây là một phần của dãy vườn hoa giải trung tâm. Đường Trần Hưng Đạo là cái trục đường giáp danh giữa quận Hồng Bàng và quận Ngô Quyền. Và hiện tại thì chúng ta có thể thấy vỉa hè đường Trần Hưng Đạo đang cải tạo đây. Đoạn này cũng đang cải tạo rất là gấp rút đây. Và như Chơi In Hải Phòng đã được biết ấy, thì không chỉ riêng con phố Trần Hưng Đạo này, một số tuyến giải trung tâm cũng đang được chỉnh trang cải tạo và nâng cấp, bao gồm Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Phú, rồi Quang Trung.
dự kiến là sẽ mất khoảng 30 ngày để vừa kịp phục vụ bà con dịp Tết Nguyên Đán. Và rất nhiều các hạng mục cải tạo nổi bật như là đường hệ thống điện ngầm, điện chiếu sáng, rồi hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt. Đó thì nó sẽ giúp cho cái khu vực này trở nên tươi đẹp hơn. Tại cái con phố Trần Hưng Đạo này thì tập trung rất nhiều các cái cơ quan hành chính, rồi các cái công ty cửa hàng buôn bán đông đúc, cũng có rất nhiều những cái quán cà phê, quán ăn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân thành phố. Chúng ta đi qua thành đoàn Hải Phòng thì đối với các bạn trẻ thanh niên thành phố nói riêng và người dân thành phố cả nói chung ấy, thì khi nhắc đến thành đoàn Hải Phòng thì chắc chắn là vô cùng tự hào, bởi nơi đây đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ, là nơi xây dựng vun đắp bản lĩnh chính trị rồi bản lĩnh sống của các thanh niên Hải Phòng trên những cái chặng đường công tác sau này. Chúng ta đang đi qua cái giải vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi, bên đường thì có rất nhiều các cái quán cà phê, nhà hàng hải sản, quán ăn phục vụ nhu cầu người dân đón tiếp các đoàn khách du lịch công tác đến Hải Phòng thân yêu chúng ta. Và khi các bạn đến ngã tư giao giữa đường Đinh Tiên Hoàng và đường Trần Hưng Đạo ấy, thì chúng ta sẽ thấy quảng trường trung tâm thành phố Hải Phòng, hay còn gọi là nhà hát thành phố. Nơi đây là nơi tổ chức những hoạt động văn hóa chính trị lớn của thành phố, và một trong hoạt động đấy là chúng ta thường xem bắn pháo hoa vào những dịp cuối năm. Nói chung là nhắc đến Hải Phòng thì nhà lớn thì là một trong địa danh mà khá là nổi tiếng. Và chúng ta đã biết là ở Việt Nam ấy chỉ còn có 3 cái nhà hát lớn thôi, đó là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng. Nhà hát thì được khởi công xây dựng vào năm 1904 và đến năm 1912 thì hoàn thành. Nhà hát thì do kiến trúc sư người Pháp thiết kế rất công phu, kiểu cách theo đúng cái nguyên mẫu của nhà hát Paris. Nguyên vật liệu xây dựng cũng được mang từ Pháp sang. Việc xây dựng là do thợ và nhân công Việt Nam thực hiện dưới cái sự giám sát chỉ đạo của kiến trúc sư người Pháp. Thì cái kiến trúc nhà lớn Hải Phòng thì được xây dựng theo kiến trúc Baroque. Đây là một cái loại hình nghệ thuật kiến trúc xuất hiện ở Ý, rồi chuyển sang Áo, Tây Ban Nha, một phần của nước Pháp. Và nó đã trở thành một cái khuynh hướng nghệ thuật chủ yếu ở cuối thế kỷ thứ 16 và giữa thế kỷ thứ 18. Khi các kiến trúc xây dựng nhà lớn ấy, thì đã tận dụng các đường cong để tạo cái nhịp, mang đến một cái không gian rất là phong phú và sinh động. Đến nay thì sau nhiều lần tu sửa, nhưng mà chỉ là thay đổi những chi tiết nhỏ thôi. Các cái chi tiết đã bị hỏng do quá cũ và quét lên cái màu sơn mới, nên những cái nét kiến trúc độc đáo từ lúc mới xây dựng vẫn còn nguyên vẹn, và nhà lớn Hải Phòng cơ bản vẫn giữ được cái hình dáng và kiến trúc ban đầu. Chéo một chút thì các bạn có thể nhìn thấy quán hoa với 5 cái mái vòm cong cong. Quán hoa đã mang lại những giá trị độc đáo về kiến trúc, lịch sử, cũng như là đóng một cái vai trò khá là quan trọng trong cái cuộc sống tinh thần của người dân thành phố Hải Phòng. Thì có rất nhiều người đặt câu hỏi khi đến địa danh du lịch nổi tiếng này thì tại sao gọi là quán hoa mà không phải là điểm bán hoa hay là chợ hoa. Thì một trong lý giải ngắn với suy luận lâu nay của người dân Hải Phòng, quán hoa thì không đơn giản là nơi bán hoa mà còn là nơi là cái nét đẹp văn hóa về phong tục, về con người của Hải Phòng. Ngoài ra thì phía trước nhà lớn thì còn có một cái quảng trường có đài phun nước rất là nghệ thuật, có một cái cột cờ tổ quốc khá là uy nghi, tạo nên một cái không gian mang đậm tính dân tộc. Tôi giới thiệu một chút về lịch sử của Trần Hưng Đạo, người mà được đặt tên cho con đường này. Thì Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn và có tước hiệu là Hưng Đạo Vương, Hưng Đạo Đại Vương. Sinh năm 1231 và mất năm 1300. Ông là một nhà chính trị, nhà quân sự, một cái tôn thất hoàng gia của Đại Việt thời Trần. Ông được biết đến với một cái lịch sử hào hùng, đó là việc chỉ huy quân đội đánh tan hai cái cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông vào năm 1285 và năm 1288. Ông đã là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, và tên ông được đặt cho rất nhiều con phố, con đường ở trên cả nước Việt Nam, trong đó có Hải Phòng của chúng ta. Và thưa các bạn, thì nói đến được Trần Hưng Đạo chắc chắn chúng ta không thể quên nói đến cái giải vườn hoa trung tâm thành phố rồi. Thì cái giải vườn hoa trung tâm này có diện tích trên 21 hectare, và nó kéo dài gần 3 km, trải dài từ đập Tam Kỳ tới cổng cảng Hải Phòng, là một cái trục không gian xanh đẹp đến thơ mộng, và cũng chính là cái lá phổi xanh quan trọng của thành phố cảng. Nó đóng vai trò điều hòa khí hậu cũng như là có những cái giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và môi trường.
Đây cũng là cái địa điểm vui chơi với một cái không gian rộng lớn thoáng đãng của người dân địa phương và cũng là một cái địa điểm check-in lý tưởng cho mỗi du khách khi đến Hải Phòng. Nói chung là ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng ấy, thì không thể không biết tới những công trình như là nhà Kèn. Nó nằm trong giải vườn hoa Nguyễn Du, nằm trên giải vườn hoa trung tâm. Nhà Kèn thì được người Pháp xây dựng vào năm 1928 và nó được xếp hạng là một trong 10 kiến trúc bát quái nổi danh nhất của Việt Nam. Nhà Kèn được thiết kế bởi hình tròn với 8 cột mở rộng ra 8 hướng, mái ngói đỏ tươi dưới bóng cây tựa hình dáng ngôi đình làng của người Việt Nam. Có vườn cỏ nhỏ bao quanh xung quanh đó. Kiến trúc hình chóp 2 tầng thì nó gợi mở cái thế phát triển liên tục đi lên của thành phố. Mặc dù là không có cửa nhưng mà do cái kiến trúc đặc biệt của nhà Kèn, trần và sàn bằng phẳng nên âm thanh phát ra từ nhà Kèn có thể truyền đi rất là xa. Và theo như những người lớn tuổi ở gần khu vực nhà Kèn kể lại ấy, thì ban đầu người Pháp sử dụng nhà Kèn là nơi tập cho quân lính tập chơi kèn ấy. Và các cái chiều thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần. Khi đó thì vào mỗi buổi tập người Pháp thường chơi 3 bài kèn, trong đó có bài dùng để đánh thức quân lính dậy. Sau này khi mà chính quyền thuộc địa đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa âm nhạc thì nhà Kèn thu hút được rất đông đảo người dân thành phố nói chung và giới âm nhạc nói riêng. Vào năm 1960 thì công trình nhà Kèn đã phá bỏ và nhường chỗ cho công trình quảng trường nhà lớn. Sau đó đến năm 1965 thì nhà Kèn đã được xây dựng lại với quy mô lớn hơn tại khu vực vườn hoa Nguyễn Du ngày nay. Đó. Thưa các bạn thì đấy là một số những cái nét về cái nhà Kèn, một trong những công trình tiêu biểu trên cái giải vườn hoa trung tâm. Và nếu các bạn đi trên đường Trần Hưng Đạo thì các bạn có thể nhìn thấy. Đến đây thì kênh Chi Hải Phòng xin kết thúc cái video giới thiệu cho các bạn về cái khu phố trung tâm, một trong khu phố mà có giải vườn hoa dài nhất Việt Nam. Các bạn nếu yêu thích kênh Chi Hải Phòng thì các bạn hãy subscribe, đăng ký kênh nhé. Và hãy chia sẻ để cho nhiều người biết đến cái video này. Và các bạn hãy đừng quên comment nếu các bạn muốn cho tôi comment review thêm, check in thêm những cái con phố nào, những cái địa danh nào và những cái món ăn nào của Hải Phòng nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.